Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 10 của Người Mẹ Thành Thơi. Thì trên đường mà đi uống cà phê về thì mình có đi qua ga Dung Ấn. Phố Dùng Khang ở khu Tung Mấn này thì nó khá nổi tiếng về mì bò được một sao Michelin mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn đi du lịch Đài Loan thì đều đã đọc review rồi đó. Ở đây ra khỏi ga là mình có thể nhìn thấy tháp 101 ở xa xa này đó. Xong là đi vào phía phố Dùng Khang ở bên đây thì sẽ có rất là nhiều hàng bán bánh trái đồ lưu niệm dễ thương. Bên ngoài này thì có một hàng Sun Mary bán bánh dứa rồi là bánh kẹp hành các thứ rất là ngon. Nếu mà mình cần mua quà về để cho mọi người ở nhà ấy, thì mình cũng có thể mua luôn ở trong đây này. Không nhất thiết là phải đi đến tận Cha Tứa để xếp hàng xa xa đâu. Con mình nó muốn ăn bánh nên là mình đang đi vào hàng bánh này. Cái bánh sắp Giáng sinh nên những cái bánh các khách trong trang trí Giáng sinh rất là dễ thương. Và màu này còn có dâu nữa nên là mình có nhặt một hộp đại phúc dâu để ăn. Đó, đại phúc dâu này. Các loại bánh trái. This one. Ok thế. Để lên đây, Nato để lên đây. Đây là mấy cái bánh con mình chọn. Rồi, để lên đây. Nato mày bảo để lên đây. Rồi ok, giờ đi thanh toán nhá. Đó, đây là ở trong tiệm thì có rất là nhiều bánh trái. Mọi người có thể vào để nó xem có cái bánh gì mà mọi người thích không nha. Đây, đây có mấy cái loại bánh khô. Thế sao là đây. Các loại bánh có thể mua về làm quà này. Bánh dứa nè. Dứa này mình quay xương xương thôi nhá. Bánh dứa thạch xoài, các loại bánh quy này. Ở đằng sau cũng còn rất là nhiều. Đó, có thể thanh toán bằng thẻ EasyCard. Đó, vậy thôi nha, mình đi thanh toán bánh đây nha. Không, con mình nó gào lên, nó đang ăn bánh. Chú bé thì đang mân mê cái bánh mà nó vừa chọn trong hàng. Đó, mấy cái bánh khác thì mình cất vào túi rồi. Trên đường về thì mình có đi qua khu Tung Mấn, rồi thấy có biểu diễn từ tấu dây. Con mình nó lại thi vào xem. Thế xong là mình lại vào đây ăn kem. Kem ở đây có rất là nhiều hương vị đặc biệt nha. Ổi đào này, vải và hoa hồng này. Mình chọn vị vải và hoa hồng thì cảm giác là vị của nó sẽ rất là đặc biệt. Hàng kem tên là 8%. Tiếp theo là vị đường với lại đường nâu với lại muối biển này, vanilla này, dâu, vừng đen, một cái loại quả này là quả gì nhỉ, hạt cười, và hoji trà với lại mật ong. Tiệm kem nhưng mà rất là chất nha. Đây là bạn mình nè, đây là đứa con. Yay, ice cream cho mẹ xíu. Sở xin là sở xin lá. Nó tôi cầm cầm cẩn thận không nó rơi. Con mình nó đòi cầm kem đó trời. Cái này là mình nhớ là nhạc của Joe Hisaishi này. Quán kem cho các bạn xem nha.
đến luôn bài Totoro mà con mình nó thích này. Trời ơi, mê luôn. Thank you.
nghe nhạc xong rồi bây giờ mình và con mình sẽ đi tàu về. Thì cái cửa 8 này nó có thang nâng, mình đi đẩy xe của trẻ con mà, nên là mình phải đi cửa 8. Rồi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn các bạn ở tuần tới, hẹn gặp các bạn ở tập sau nha. Bye bye. Các tôi bấm thang cho mẹ. Bấm thang không? Ok. Con mình ở đã nhảy lên tàu và ngồi. Nhà rất là dễ thương này, còn có dán rất là nhiều sticker để trẻ em có thể học tiếng Anh.